trăng gió, gió đưa trăng á, thường thường các giải thích cái này. Thì bây giờ cô nghĩ nếu mà cô thuộc cô nhảy vô nha. Đơn giản lắm vậy. Đơn giản lắm, tôi dễ thuộc tuồng lắm. Bây giờ con thử nha cho cô ca. Nếu mà cô chuẩn bị, cô nhảy vô được là cô cứ nhảy là chị đang thắng. Dạ. Xe thắng liền. À, lâu quá thì bây giờ mình ca cho khán giả. Và khán giả rất là thích cái bài này, rất là vui. Gió đưa trăng, là trăng đưa gió, gió đưa trăng, trăng đưa gió. Em lặng rồi gió. Cô Mai thấy là chổi điều không? Thật đi, chổi, có một mình Bố Quyền vô là chổi điều liền. Đang ngon nghe Bố Quyền thấy vô chổi liền. Vô câu đầu là trúng rồi. Dạ, tự nhiên. Vô biết ai chăng đã lặng, vô biết ai chăng đã lặng. Anh lặng, lặng. À. Anh tính chêm cái lưu hồ quản vô. Chị, hồi xưa đó, hồi xưa mà bên bên nhóm cái lưu hồ quản đó, cô chị Đáng đó, là hát hát cương đó, hát cương mà nếu chị Đáng có thể kể mà cái người đó mà không hát á, hát mà chỉ qua chỉ lại là dàn đờn đánh rồi, nó nói số qua chị Đáng. Không phải, nói số thì phải, phải nói thế này là lúc đó là tụi em hát cương thì phải nói nhạc Hồ Quảng thì rất là nhiều bài, thì chỉ có ra dấu bằng cái bàn tay thôi. Nếu bàn tay chị đứng ở trong cánh gà đó mà chị ra dấu, ví dụ chị ra dấu nó như vậy, ở trong cánh gà nó là xảo bản, dạ. Mà chị ra mà này chị ra dấu ngón này thì nó lại là mình bản. Ví dụ vậy, rồi chị ra dấu như vậy, nó là chúng bản, mà chị lật qua như vậy, nó là chúng bản phản sinh. Nó đủ thứ trò hết, rồi nó như vậy, nó là dị phạm. Chỉ một cái bàn tay thôi, mình mới ra dấu được để cho ban nhạc ở dưới người ta biết, người ta bắt đầu người ta làm cái chầu đầu cho mình ca. Đó, rồi ví dụ như mà tụi em hát mỗi đêm á, mà có những cái tuồng nào mà tụi em hát mà chú hát hầu á, mà ổng khoai được á, thì ổng mở lại. Chứ khoảng 9 giờ rưỡi hơn á, là chú bắt đầu là tháo kèn, tháo đầu là chú hát, xếp kèn lại vô, là đi về đó, chuẩn bị đi về. Nhưng mà nếu chú hát ngồi xem cái kịch bản đó mà tụi em hát đêm đó mà chú hát thấy cảm thấy thích á, ông ngồi thì ông sẽ thổi kèn, ông thổi sắc xô, ông thổi rồi ông sẽ đưa bài vô. Thí dụ như tụi em đang diễn, mình đang vừa tìm lời để rồi diễn luôn, thì ông sẽ đưa cái bài nhạc vô, ông thổi trước, dạo, rồi tụi em bắt cái đà thôi, tụi em vô bài. Nha, phải nói là bên hát cương, đôi khi nghĩ ra được hát cương cũng là hay lắm á. Khó lắm chị Đáng. Dạ, khó lắm. Mình phải tìm lời, làm sao cho nó hợp với cái hoàn cảnh đó, rồi nhất là bài ca. Không phải thích bài nào là đưa vô hát bài đó, không phải vậy. Chỗ buồn mà ca bài vui đâu có được. Dạ, có nhiều người thích cái bài đó là vô là cứ ca thôi, hãy xuất hiện ra sân khấu là thích bài đó là cứ ca, mà nó không có hợp. Ví dụ như bên Hồ Quảng vậy, nó nói vậy chứ, bài đánh giặc, bài chọc ghẹo, bài kết duyên, có những cái bài đâu là nó ra đó, bài nào giận bài gì nó ra đâu đó đàng hoàng. Dạ. Cũng như em đưa ra như vậy thì em ca tròn vuông méo vuông tròn vuông méo vuông vuông tròn.
vuông tròn méo lên cũng ca nữa, cũng ca cái bài Ly Hận đó đó, bài Ly Hận tròn méo vuông 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 méo vuông tròn vuông tròn méo thôi, cũng ca câu vọng cổ. Vậy đó, một câu vọng cổ mà ca tới sáng cũng nhiều à. Ca lại có nhiêu đó thôi. Tròn tròn méo méo. Tròn méo tròn méo. Vuông là có ba. Vuông vuông cái kèo hai. Tròn là có ba. Có nhiêu đó thôi. Đây là những cái chầu nhậu có thể mình ca tới sáng được. Cứ người này ca thôi mà chuyện qua tới người khác. Con là con bài hát cương. Mình đi đem cách của anh chép gì mà ở ngoài thì ông đẹp mà vô làm tù hữu lợi rồi dạ. Mà ông làm và ông hòa thượng dạ. Dân chung vô hát làm chú tiểu dạ. Cái nên lát thì là tôi nói dân chung về ca nghe dạ. Nhà đương vô Nam Mô A Di Đà Phật nhà nhà nó ca cái bài năm hai tôi ca được mới đi hát đó cái ông ca dứt cái ông ngó tôi đó Nam Mô A Di Đà Phật gõ chuông tiếp ca không được nghe dạ. Đó là nó đi hữu lợi đó. Phải nói là hát cương có những cái tích tắc rất là hay. Ví dụ người này ca mà đang ca đang nói mà người này muốn đáp lại cái lời đó thì bước lên bước là cái người đó biết bước người lại là biết nhường lại cho cái người kia ta hát. Yeah. Rồi có cái tuần nào mà dám kể ở ngoài đó mình hát hoài nó không chịu chết hả? Tôi nghĩ không có mất tiêu cái tuần gì mà chị kể cứ hát hoài tới đó đập phải chết. Ở bên tôi như là bảy cả kể đó. Bắt bảy hả? Bảy đó hình như là bảy kể đó. Bắt bảy đấm mà chết mà không đấm mới chết. Bắt ca hoài. Ca hoài mắc ca mà đâu có chịu chết được. Chết là mất ca rồi. Cái hát cương đó phải biết cô. Đối với bên dân cải lương thì lại không biết hát cương. Sau này chỉ có Trọng Nghĩa thì hát cương nhiều hả chị hát? Bây giờ là đa số lớp của em thì không biết. Đi Châu đi là Châu không biết. Còn các bạn ở lại sau này là nó là hát cúng đình đó Châu. Tuần làm sao mà đáp ứng theo chủ đình được. Mấy người hội đình đó người ta cứ yêu cầu những cái tuồng mà đã hát qua băng video hát rồi thì những cái tuồng đó rất là đông người, thành ra nghệ sĩ cũng phải học tuồng vậy cũng học, nhưng mà cái nào thuộc thì nói và không thuộc thì hát cương. Yeah. Như hồi xưa đó hồi xưa thì bên anh Vũ Truyện yeah. Lúc đó thì mình đi bên đoàn Minter yeah. Thì anh chị ưa kể khi mà ngồi buổi chiều lại là ông Khánh Hồng yêu cầu hai chị ông yeah. Sắp cắt nghĩa dây này dây này dây này dây gì rồi ngồi nói chuyện là tối hát đó mà Châu sau tiếp này tục nha. Dạ. Tiếp tục tuần này tới tuần kia sau này kể như là tiến bộ hơn là không có còn phải ngồi mà phải giải thích nữa ông biển tuồng khỏi cần phải gom nghệ sĩ lại rồi nói chỉ biên miếng giấy đó thôi để đó ai đó chịu như tên gì đó Kính Châu dây gì Ngọc Đáng dây gì rồi cái trang quan cái tấm bạc cái bạc cái lăng tuồng á để đó đào kép xin thầy hạ sang đào kép chia tay hạ là đi đó. Đó. Có nhiều cái từ ở trong cái từ hát cương á mình nói được đi về thăm cha đang đi ví dụ như bỏ đừng có phích xuống là kép đang đi nói chuyện để hạ sang để về thăm cha thì có người đi ngang qua phá án là gì có, cái người này là có nghe có tiếng người cái người này nép trở lại cái người kia đi qua là phá án là đi ngang có những cái từ của bên hát cương á là nếu mới bước vô nghề đã không hiểu nha yeah. Đó là hát cương nha yeah. Bây giờ tôi nói chuyện đổ lốp nha yeah. Trên sân khấu mà đổi lốp chạy dạ, lốp á dạ. Tắt đèn cái chạy lốp thay vì đám rừng cảnh rừng dạ. Có cái núi như cái non này kia cái tắt đèn cái chạy là cảnh nhà giàu dạ. Thì nghĩa là vừa tắt đèn cái cảnh nhà giàu bật lên cái nhà hai cái núi này nó ngủ nó chạy nó chạy nào rồi có ai cái thằng thiên quan nó nói lạ luôn nhà của ta bữa nay lại có hai cái núi nhỏ cái chị dừng mình quát ra núi chạy vô trời ơi núi mà nó biết chạy cái nhà giàu của cái rừng mà đổi là cái nhà giàu mà hai cái núi hồi xưa đó vậy hồi xưa mà phải nói là hát cương á phải nói là hay lắm
cánh gà đó thì là rất là nhiều, sếp mở ra cái móc trở lại. Bên dụ ra đây là cảnh rừng, rồi đây là cảnh núi, rồi cảnh đền vua, rồi cảnh nhà giàu hay cái gì đó. Đây thì nắm cái cảnh ở đây, cái kéo ra đây là nó đổi qua, cái kéo lộn nhiều khi ba tấm cảnh nó là đền vua mà cái tấm này đây là ngoài rừng núi nha. Họ nó kéo qua họ mất lại thôi. Rồi cái cảnh lên mà thả xuống cũng vậy, thả lộn luôn nữa, cũng có nữa. Cảm ơn chị đã rất nhiều. Thôi bây giờ thời gian sợ không còn, con mời cô Mai gửi hai câu vọng cổ cho khán giả tin tức.